Kênh Bất Động Sản Phan Hảo và Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại đường Bờ Kè Trần Hưng Đạo, biển Phước Tỉnh nha quý anh chị, thuộc thị trấn biển Phước Hải nha quý anh chị, thuộc thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Đây là mặt tiền Bờ Kè nha quý anh chị. Và vấn đề hôm nay em có là một sản phẩm là một căn nhà mặt tiền biển nha, căn nhà ba mặt tiền nha quý anh chị, khu kinh doanh buôn bán nha quý anh chị. Đây cái căn nhà một trắng này, đây là căn nhà cấp 4, ba mặt tiền nha quý anh chị, mặt tiền biển, mặt tiền bên hông và mặt tiền phía sau nha. Rồi em vào chi tiết căn nhà nha. Nói chung là căn nhà hiện tại đang thấp hơn được 1 mét cho quý anh chị, căn nhà cấp 4 cũ thôi. Nói chung chủ bán giá đất nha, tặng căn nhà cho quý anh chị. Căn nhà này em xin nói là ngang là 4m6, sâu vô là 13m, nở hậu 4m8 nha quý anh chị. Hai mặt tiền nha. Đây ba mặt tiền này, mặt tiền hông và mặt tiền biển nha. Cái nhà căng trắng này nha quý anh chị. Hiện tại căn nhà này chủ đang kêu giá 5,5 tỷ nha. Quý anh chị quan tâm là làm việc trực tiếp với chủ nhà luôn nha. Mặt tiền biển kinh doanh buôn bán nha quý anh chị. Cái bên nhà căng trắng này luôn nha, nhà này mới xây luôn nha quý anh chị. Ở đây biển Phước Hải được cái là mình xây sát mặt biển luôn nha. Đây đây, thấy không, cái nhà 38 này người ta tay xây sát mặt biển luôn. Mình là ngang 4m6, sâu vô là 13m, nở hậu 4m8 nha, nở hậu nha quý anh chị. Giá chủ muốn bán nhanh là 5,5 tỷ, quý anh chị quan tâm thì liên hệ cho em nha. Rồi để em quay cái sổ cho quý vị xem.